Và nếu mà quý vị có một danh sách, nghĩa là các sản phẩm, nghĩa là cần phải đòi hỏi, có nhiều cái thể thức, hình thức, nghĩa là xét nghiệm khác nhau. We would like to work with you to help reduce và nghĩa the là number như vậy là chúng tôi có thể làm việc với lại quý vị để mà làm cách nào là chỉ còn phải làm một cái việc xét nghiệm duy nhất mà thôi. And I'll pass it over to Elise. Và như vậy thì tôi xin mời chị Elise nói tiếp. I think to build on what Stephen has said, of course our goal. Để mà tiếp lời anh Stephen thì tôi chưa nghĩa là muốn lặp lại cái mục tiêu của chúng tôi là làm cách nào đạt được cái 111 và như vậy nghĩa là chúng tôi vẫn áp dụng cái phương thức từ dưới đi lên. That 111. Và như vậy là cái phương thức 111 và đây lẽ là không có thể nào mà do một cái tổ chức nghĩa là đạt được như là NC, nghĩa là chúng tôi không bắt buộc nghĩa là các công ty hay là bất cứ một cái tổ chức nào phải chấp nhận cái điều đó và chúng tôi cũng không có thẩm quyền để mà làm cái công việc này. Mỗi một cái nghĩa là tổ chức thì họ phải có cái quyền, họ có riêng cái thẩm quyền quyết định của họ. So what we do is we participate điều nghĩa là chúng tôi tham gia vào hàng loạt những hoạt động khác nhau cũng như là cái vấn đề hình thức nghĩa là chứng nhận nghĩa là công nhận làm việc với lại các phòng thử nghiệm cũng như là chúng tôi tham gia nghĩa là vào tất cả những cái diễn đàn chứng nhận công nhận và chúng tôi cần phải tìm hiểu thêm nghĩa là tất cả những cái chi tiết những cái thông tin về của những cái tổ chức nghĩa là chứng nhận và công nhận ở khắp nơi trên thế giới và chúng tôi sử dụng những cái thông tin đó nghĩa là để mà xây dựng nghĩa là tất cả cái niềm tin của các nhà quản lý cũng như là các hội viên của chúng tôi. So to use a US phrase, we use và a như vậy là chúng tôi nghĩa là nói như vậy là chúng tôi nghĩa là cái vấn đề là dùng cái củ cà rốt thay vì là dùng cây gậy. That may take a little bit longer, và có thể là như vậy là có thể là mất nhiều thời gian, nhưng mà có thể là chúng tôi sẽ đạt được cái mục tiêu của chúng tôi muốn đưa ra là phương pháp 111. And I think with that we have time for one last question. Và như vậy thì chúng ta chỉ còn thời gian cho một câu hỏi cuối cùng mà thôi. Tôi làm việc trong một cái doanh nghiệp rất là lớn của Việt Nam, đó là tập đoàn điện lực Việt Nam. I work for a very big group in Vietnam, it is Electricity Vietnam. Như các bạn biết là hiện nay thì cái hệ thống điện của Việt Nam phát triển rất mạnh. And as you may have known, our electricity system has developed very quickly. Trong 10 năm tới thì chúng tôi hàng năm thì dành một khoản tiền từ 2,5 đến 4 tỷ đô để xây dựng các nhà máy điện. And in the next 10 years and annually we need to spend around 2.5 to 4 billion dollars to develop to build new power plants. Và như các bạn biết là như vậy thì việc áp dụng các cái hệ thống tiêu chuẩn làm sao lựa chọn được các cái thiết bị có chất lượng tốt như là đảm bảo yếu tố kinh tế là rất quan trọng. So this raises a problem that we need to have standards available so that they can help us to choose to procure good equipment for those power plants. Một trong những cái khó khăn đối với chúng tôi là cái hệ thống các cái hệ thống tiêu chuẩn mà ở Việt Nam sẵn có TCVN. And we regarding this we face a problem that in Vietnam now our national standard system called TCVN are not yet enough or inadequate to help us to in the procurement of those equipment. Như vậy thì chúng tôi thường là phải sử dụng các cái tiêu chuẩn quốc tế như là IEC hay là So we have to apply or we have to use international standards by IEC, for example. Thế nhưng mà trong cái quá trình áp dụng thì chúng tôi thấy thứ nhất là chúng tôi không có đủ cái nguồn lực để mà có thể cập nhật thường xuyên rất nhiều cái hệ thống tiêu chuẩn khác nhau, chi phí rất lớn, có rất nhiều lĩnh vực. But where, during the application process of the international standards, we have difficulties in updating the new standards because this costs a lot of money and costs also competence and expertise and etc.
Thì với kinh nghiệm của các bạn có thể đưa ra